Video này của Spy Room có sự đồng hành của Elsa Speak. Qua video này, chúng tôi muốn mang đến cho các bạn một góc nhìn hoàn toàn mới về AI và cách mà các bạn có thể ứng dụng được nó ở trong cuộc sống. Và có lẽ là không dài dòng hơn nữa, hãy cùng đến với nội dung chính của video ngay bây giờ. AI, vận rủi hay cứu tinh của nhân loại trong tương lai? AI là viết tắt tiếng Anh của Artificial Intelligence, thường được dịch là trí tuệ hay là trí thông minh nhân tạo. Thuật ngữ này chính thức được sử dụng từ năm 1956. Nhưng ý niệm của con người về việc những vật thể vô tri vô giác trở thành những sinh vật thông minh đã xuất hiện từ rất lâu trước đó. Lịch sử AI hiện đại đã chứng kiến những thành tựu mang tính cách mạng hơn tất cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Khi máy tính Deep Blue của IBM đánh bại nhà vô địch cờ vua thế giới Garry Kasparov trong một trận đấu 6 ván tiêu chuẩn vào năm 1997, trí tuệ nhân tạo, AI, có lẽ là khái niệm xa vời với cuộc sống hàng ngày của con người, dù các bộ phim khoa học viễn tưởng đã giúp chúng ta phần nào hình dung về nó. Song chỉ 10 năm sau đó, lịch sử AI đã bước sang một trang mới khi Sophia trở thành con robot hình người đầu tiên được cấp quyền công dân hợp pháp của một nước. Cùng với sự ra đời của điện thoại thông minh, sự phát triển của Internet of Things và nhiều tiến bộ công nghệ khác, AI đã và đang thay đổi thế giới theo những cách đáng kinh ngạc, đem đến cả sự phấn khích lẫn cả nỗi lo của con người. Bạn tôi lên status rằng, nhờ có AI, chưa khi nào tôi lại lo lắng cho công việc của mình nhiều đến vậy. AI đã đến, ở ngay đó, chỉ điểm nhẹ một cơn bão ChatGPT trên mạng xã hội thôi, nó cũng đã khiến tất cả phải sững sờ. AI đã lợi hại đến thế rồi sao? Có ai ngờ khi chúng ta xem Iron Man và mê mẩn trợ lý ảo Jarvis đến thế, thì ngoài kia AI đã bắt đầu mon men giỏi đến mức ấy rồi. Nhưng liệu chúng ta sẽ bị thay thế chứ? Tôi cũng đã phải dừng lại suy nghĩ. Hay là loài người có thể hợp tác và tận dụng triệt để những cái trợ lý khổng lồ này của thời đại siêu Internet? AI đã và đang giúp gì con người trong kỷ nguyên của smartphone hiện tại? Đầu tiên có một ý nghĩ này khiến cho tôi không khỏi giật mình. Có thể AI đã hiểu chúng ta hơn là chúng ta hiểu bản thân. Trí tuệ nhân tạo đã len lỏi vào cuộc sống hàng ngày của con người với sự hiện diện ở khắp mọi nơi. Phần mềm nhận dạng khuôn mặt, thư điện tử, lên đến các thuật toán mua sắm trực tuyến, công cụ tìm kiếm, mạng xã hội, các trợ lý ảo như là Siri và Alexa, ứng dụng dịch thuật, chương trình xem phim, chức năng an toàn tự động ở trên ô tô. Thậm chí là chúng ta có thể vẫn nhớ những cái video về chiếc xe Tesla của Elon Musk, nó đã lái ngọt đến thế nào khi mà chủ nhân của nó ngủ gật. Nhờ có AI, cuộc sống của con người trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Chúng ta biết được tuyến đường nào đang kẹt xe để tránh nhờ ứng dụng bản đồ. Tôi sẽ luôn được Spotify gợi ý những bài hát đúng gu của tôi nhất nhờ cái thuật toán thần sầu ở đằng sau. Có thể bạn sẽ không cần phải lướt qua hàng trăm tựa phim mà vẫn không chọn được cái phim nào ưng ý, bởi vì ứng dụng xem phim đã nắm được sở thích của bạn rồi. Bạn sẽ không cần phải nhớ lịch và giờ giấc nhiều nữa nhờ có những cái ứng dụng nhắc nhở. Bạn đang muốn cải thiện sức khỏe ư? AI trên đồng hồ thông minh có thể đo dữ liệu của bạn rồi đưa ra những bài tập tương ứng từ nặng đến nhẹ, và thậm chí là còn tính toán hộ bạn luôn là thời gian nghỉ phù hợp nhất là bao nhiêu. Giờ là lúc chúng ta nhìn lên ở cấp độ vĩ mô hơn. Theo một báo cáo của Viện Brookings, Mỹ, AI đã và đang tiếp tục tạo ra những thay đổi trong các lĩnh vực từ tài chính, ngân hàng, y tế, tư pháp, giao thông vận tải, thành phố thông minh cho đến an ninh quốc gia. Chẳng hạn, thông qua dự án Maven, quân đội Mỹ đã sử dụng AI để sàng lọc kho dữ liệu và video khổng lồ do camera giám sát ghi lại, sau đó cảnh báo cho các nhà phân tích về các mô thức hoặc khi có hoạt động bất thường hay đáng ngờ. Trong khi đó, ngành tài chính đang sử dụng AI để phân tích dữ liệu nhằm tìm ra những cách tốt nhất để đầu tư tiền. Và các ngân hàng phụ thuộc rất nhiều vào AI để chống những giao dịch gian lận và phát hiện các lỗi tài chính từ rất sớm. Chỉ một vài ví dụ nhỏ như vậy, có thể nói hiện tại, chúng ta đang chung sống khá hòa thuận với cả AI, thậm chí là từng bước nắm rõ hoạt động để tận dụng những trí thông minh số này cho công việc và cuộc sống được thêm phần thuận lợi. Đối với những người sáng tạo như chúng tôi, đây là một sự khám phá. Hãy tưởng tượng đó là một trợ lý có thể sẵn sàng thay bạn tra cứu những cái tài liệu và đưa ra bản tóm tắt ngắn gọn và mạch lạc. Sau đó dựa vào những cái timeline bạn đã đưa ra để phân bố việc, cũng như là lên lịch sẵn phù hợp với các khoảng thời gian yêu cầu.
Bạn chỉ việc dành thời gian cho sáng tạo, tinh chỉnh và đọc những báo cáo chi tiết để có thể ứng biến ngay khi cần. Tôi chứng kiến những bạn trẻ dùng ChatGPT, dùng chương trình làm phim tự động và Midjourney, một ứng dụng vẽ tranh bằng trí tuệ nhân tạo để làm hoàn thiện nội dung, sản phẩm và kiếm tiền từ đó. Không khó để nói, một trong những tác dụng tích cực đầu tiên mà AI có thể giúp chúng ta là phải thay đổi, dặn chúng ta phải nhúc nhích đi chứ không là chậm rồi đấy. Và thay đổi bằng cách nào thì tôi nghĩ là đi từ việc học tập. Một trong những ứng dụng tuyệt vời nhất của trí tuệ nhân tạo trong tương lai chính là sức mạnh kinh khủng của nó khi được khai thác ở mảng giáo dục. Chúng ta có thể sẽ có những gia sư ảo ở trong tương lai, có thể giải đáp mọi thắc mắc một cách trực quan hơn và đơn giản. Tùy theo số điểm của các học sinh mà có thể cung cấp những bài ôn tập hay là tài liệu phù hợp với tốc độ học của từng cá nhân. Với những người yêu thích học tập ngôn ngữ như là cá nhân tôi, những công cụ như là Grammarly hay là người bạn dịch thuật Google quả là những người thầy xứng đáng được ghi nhận. Thậm chí là tôi còn dùng chính AI để có thể chỉnh những lỗi phát âm của mình, để có thể tự tin sử dụng tiếng Anh với nhiều đối tác bằng phần mềm Elsa Speak. Chắc hẳn nhiều bạn cũng đã từng nghe qua nó rồi. Nói đúng ra là tôi đã mua cho con mình sử dụng. Thấy hay quá nên là bố cũng mua thêm để học trên iPad. Thành ra cùng học, bật lỗi nhau rất vui. Chẳng hạn khi tôi phát âm, AI của app sẽ nhận diện và phân tích giọng nói của người dùng, đưa ra phản hồi ngay lập tức và chấm điểm xem so với ngôn ngữ bản xứ chúng ta đang đạt bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như tôi phát âm một câu như thế này, Elsa sẽ chỉnh sửa phát âm chuẩn xác tới từng âm tiết và diễn đạt thông qua 3 màu sắc khác nhau. Màu xanh là đọc đúng, màu vàng là gần đúng, màu đỏ là phát âm sai. Tôi có thể bấm vào âm tiết để xem lại phiên âm, cách phát âm chuẩn và luyện tập, rồi thử lại. Elsa sử dụng khả năng nhận diện giọng nói bằng AI độc quyền thuộc top 5 trên thế giới và từng được Google đầu tư nên tôi khá yên tâm. Khi vừa tạo tài khoản xong thì app sẽ đề xuất làm một bài kiểm tra đầu vào tầm 10 phút để đánh giá về trình độ hiện tại của người dùng. Rồi sau đó đưa ra một lộ trình học về huấn luyện viên ảo của app để từng bước cho tôi được nắm vững cách phát âm, từ vựng và bài tập để luyện bằng cả các bài hội thoại lẫn ngữ pháp. Cứ tưởng con AI của Elsa như vậy đã căng lắm rồi. Nhưng mà mới đây, đội ngũ của Elsa đã cho ra mắt thêm chương trình mới, Elsa Speech Analyzer. Không dừng lại ở phát âm nữa, nó sẽ chấm luôn cái độ lưu loát, ngữ điệu, từ vựng và ngữ pháp, đồng thời dự án điểm của 5 chứng chỉ quốc tế. Đặc biệt là, nó sẽ chỉ nhận diện duy nhất giọng nói của bạn khi phân tích nội dung các cuộc họp, thuyết trình bằng tiếng Anh. Nếu như bạn liên kết tài khoản của các công cụ như là Outlook, Google Meet, Skype với cả Elsa Speech Analyzer. Nếu như ngày xưa để tiếp cận với một lớp tiếng Anh như thế, số tiền phải bỏ ra là không nhỏ. Nhưng với những app giáo dục như ví dụ về Elsa trên thị trường, thì cơ hội tiếp cận của những học sinh khác về một ngôn ngữ mới cũng sẽ đồng đều hơn. Ở video này, Elsa cũng đặc biệt gửi tặng mã code Spider Room để nhận được ưu đãi khi mua các gói học tại link ở dưới phần mô tả. Các bạn hãy tranh thủ tận dụng những ưu đãi này nhé. Khoảng thời gian áp dụng chỉ tới ngày 10 tháng 4 mà thôi. Với một app Việt Nam nhưng chất lượng quốc tế như Elsa, tôi nghĩ là không việc gì mà lại không ủng hộ cả. Giáo sư Yuval Noah Harari đã từng đặt ra một câu hỏi lớn trong cuốn Nonfiction 21 bài học cho thế kỷ 21. Đó là, loài người chúng ta sẽ phải chuẩn bị những gì cho thế giới của các nền độc tài số? Và bạn sẽ dạy con cái của mình thế nào để đương đầu với cả tương lai? Tôi thì luôn suy nghĩ về việc con người chúng ta luôn phải vươn lên và phát triển. Khả năng sáng tạo và thích nghi tuyệt vời của chúng ta mới là thứ giúp chúng ta đi được xa đến vậy ở trong dòng chảy của lịch sử. Từ khi AI mới chỉ xuất hiện như một ý tưởng ở trong thần thoại Hy Lạp, cho đến khi bạn tôi băn khoăn đăng một dòng status về công việc do cơn bão ChatGPT làm nhiễu loạn newsfeed. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần nhanh chóng update bản thân, có chiến lược học tập tốt hơn và tận dụng triệt để các khả năng mà AI đang có, đặc biệt là những cơ hội miễn phí lúc đầu. Đây chính là cách để chúng ta khơi lại những sự tò mò, gõ những câu hỏi trước đây vẫn muốn hỏi chẳng hạn, để bản thân thay đổi, tầm nhìn thay đổi và trở thành một đối thủ luôn luôn đáng gờm với chính AI ở trong tương lai.